Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 29 tháng 5. Và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Hiệu quả từ việc nâng hạn mức cho vay, kéo dài thời gian cho vay từ nguồn vốn ngân hàng chính sách giúp hộ nghèo phát triển sản xuất. Tổ hợp tác cây giống thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Quế Châu. Tỉnh Hưng Yên tinh giản được hơn 1.600 biên chế trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Công an thị xã Mỹ Hào bắt nhóm đối tượng làm giấy tờ giả. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2014-2019, phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang tỉnh. Sự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau 5 năm thực hiện phong trào, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động quyên góp và xã hội hóa được gần 7 tỷ đồng để xây mới, tu sửa, nâng cấp 116 điểm trường mầm non và nhà văn hóa thôn còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị điển hình tiên tiến cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cần thực hiện thường xuyên, nghiêm túc cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận dụng sáng tạo xây dựng các nội dung chỉ tiêu của cuộc vận động thành các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng đối tượng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh và với chức trách của từng cá nhân. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng. Hôm nay, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, sau khi nghe báo cáo tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế và thảo luận về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận tại tổ 10 cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Đại biểu cho rằng thời gian qua một số dự án kéo dài so với dự kiến, nhưng việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thì ngắn, chỉ kéo dài 1,5 năm. Trong khi khả năng giải ngân hết số vốn dự kiến cho các dự án khởi công mới theo tờ trình rất thấp và phải xin ý kiến Quốc hội bố trí cho giai đoạn sau. Việc giải ngân vốn cho các dự án thời gian qua bị chậm, làm ảnh hưởng đến các công trình trọng điểm tại địa phương. Về việc thanh toán nợ bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hà Nội Hải Phòng, 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia, một số đại biểu đề nghị cần phải xem xét lại vấn đề này cho hợp lý. Cho ý kiến về Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, các ý kiến cho rằng việc gia nhập Công ước là để thực hiện cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần tham khảo thêm kinh nghiệm các nước để Việt Nam có thêm những giải pháp và bước đi phù hợp. Về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, một số đại biểu cho rằng tờ trình của Chính phủ chưa làm rõ tính hợp lý về khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ. Từ quan điểm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, các đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện các tác động
tích cực và tiêu cực đối với thị trường lao động khi thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Đối với đề xuất mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt lên 400 giờ một năm thay vì 300 giờ một năm như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, cần giải quyết triệt để mối quan hệ giữa tiền lương và thời giờ làm việc. Tiếp theo, chương trình xin được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai chương trình nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, bước đầu mang lại những tín hiệu và niềm vui cho những hộ nghèo có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Sau 2 tháng triển khai, toàn tỉnh có 69 hộ vay với số tiền trên 4 tỷ đồng, trong đó các huyện Yên Mỹ và Văn Giang thực hiện chương trình nâng mức cho vay và thời hạn vay nhiều nhất. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, trong đó mức vay tối đa dành cho hộ nghèo và cận nghèo là 100 triệu đồng, trong khi trước kia mức vay tối đa là 50 triệu đồng, thời hạn vay tối đa lên đến 120 tháng, trước thời gian vay tối đa là 60 tháng. Việc nâng mức vay và thời gian vay cho hộ nghèo để phù hợp với từng loại hình sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đem lại cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng cho nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn về vốn, góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi nạn tín dụng đen. Nhằm từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phù Cừ đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tính đến hết tháng 4 năm 2019, toàn huyện đã có trên 3.000 hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế với các nguồn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên và chương trình nước sạch. Tổng dư nợ hiện nay là trên 124 tỷ đồng, tập trung ở các xã Đoàn Đào, Đình Cao, Nguyên Hòa. Bên cạnh việc đưa các nguồn vốn ưu đãi đến với hội viên, các cấp hội còn duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, vận động chị em học nghề, tích cực chăn nuôi, sản xuất, giúp hội viên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Sau 2 năm hoạt động, Tổ hợp tác cây giống thôn Mãn Hòa xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã bước đầu phát huy hiệu quả, từ đó góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo thu nhập khá cho các thành viên. Tổ hợp tác cây giống thôn Mãn Hòa hiện có 11 thành viên, trồng 35 mẫu cây giống. Giống cây được trồng chủ yếu là cây bưởi, nhãn, ổi, cam. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên được trao đổi khoa học kỹ thuật, sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng đa dạng các loại giống cây cung cấp ra thị trường. Đặc biệt còn được hỗ trợ yên tâm về đầu ra của sản phẩm. Trung bình một năm, tổ hợp tác tiêu thụ khoảng 280 vạn cây giống ra thị trường khắp cả nước với giá bán trung bình 50.000 đồng một cây tùy từng loại, ước thu 14 tỷ đồng. Trừ chi phí mỗi năm, các thành viên thu lãi từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, từ năm 2015 đến tháng 4 năm nay, toàn tỉnh đã giảm hơn 1.674 biên chế trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, khối các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước giảm 131 biên chế, tỷ lệ tinh giản đạt 7,1%. Các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 1.543 biên chế, đạt 6,9%. Tuy nhiên, trong giảm biên chế có rất ít người tinh giản theo Nghị định số 108-2014 của Chính phủ và hầu hết mới thực hiện được đối với những người có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, sức khỏe yếu. Việc đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức chưa quyết liệt nên việc tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ còn khó khăn. Tinh giản biên chế chủ yếu phụ thuộc vào số lượng cán bộ công chức nghỉ hưu không tuyển dụng mới. Được biết, nhằm sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước theo xu hướng gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh cũng đã giảm từ 679 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 646 đơn vị, đạt tỷ lệ gần 4,9%. Gắn bó 14 năm với bục giảng, với học trò, cô giáo Trần Thanh Thúy, giáo viên môn sinh học, tổ trưởng tổ sinh học công nghệ thể dục quốc phòng trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động, luôn nhiệt tình tiên phong đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học, là cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp loại giỏi Đại học Quốc gia Hà Nội, cô Thúy phải công tác tại trường Trung học phổ thông Kim Động. Năm 2006,
cô chuyển về trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân và đảm nhiệm tổ trưởng tổ sinh học công nghệ. Năm 2008, cô vinh dự là một trong 35 giáo viên cả nước trúng tuyển lớp thạc sĩ theo dự án phát triển giáo dục phổ thông của Ngân hàng Châu Á và là đại diện duy nhất của tỉnh Hưng Yên được cử sang Úc tìm hiểu phương pháp giáo dục của nước bạn. Khác với lối dạy học truyền thống khiến học sinh phải tiếp thu kiến thức thụ động, cô Thúy luôn tìm tòi, nghiên cứu và cải tiến cách thức giảng dạy giúp cho các tiết học trở nên sinh động bằng việc áp dụng dạy tích hợp kiến thức liên môn, sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực như kỹ thuật phòng tranh kết hợp mảnh ghép, học nhóm kết hợp trò chơi, dạy học qua tình huống. Được làm học sinh của cô Thúy thì em cảm thấy rất là vui. Cô là một người luôn quan tâm đến học sinh, cô luôn chia sẻ, có những cái mà khó nói với cả gia đình thì chúng em cũng có thể chia sẻ được với cô, bởi vì là cô rất là tâm lý. Trong tiết học thì cô luôn luôn bảo ban và vỗ về bọn em. Chỗ nào mà chúng em không hiểu thì cô sẽ chỉ dẫn tận nơi cho. Song song với việc giảng dạy, với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên môn, cô Thúy luôn nhiệt tình cùng thảo luận đóng góp ý kiến với các đồng nghiệp trong tổ để hoàn thành công tác chuyên môn được giao. Cô Thúy là một trong những giáo viên mà gắn bó với nhà trường những ngày đầu mà trường thành lập ở góc độ chuyên môn. Thì bản thân cô là một tổ trưởng chuyên môn có năng lực và có nhiều những cái đổi mới, sáng kiến về chuyên môn và góp phần không nhỏ vào những cái thành tích chung của nhà trường. Còn ở góc độ là một đảng viên thì đồng chí Trần Thanh Thúy là một người luôn luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng sự nỗ lực tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, nhiều học trò của cô đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh. Bản thân cô nhiều lần được các cấp tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích trong giáo dục. Cô Thúy xứng đáng là cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Kim Động. Tiếp theo chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Phương Đông có trụ sở tại thôn Lường tự xử lý phần diện tích xây dựng cơi nới ảnh hưởng đến tầm quan sát khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường vào cụm công nghiệp Minh Đức. Trước đó, công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Phương Đông đã xây dựng 8 kiosk trên phần diện tích hành lang an toàn giao thông thuộc đường đi vào xã Ngọc Lâm và cụm công nghiệp Minh Đức. Ủy ban Nhân dân phường Bạch Sam đã tiến hành đo đạc và lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp tự tháo dỡ công trình với diện tích trên 200m². Doanh nghiệp đã xác nhận sai phạm và ký kết biên bản. Triển khai thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý công trình xây dựng trái phép, toàn phường có gần 100 trường hợp công trình vì liên quan đến đất hành lang giao thông, hành lang thủy lợi. Thời gian qua, để tận dụng diện tích mặt nước, nhiều hộ dân tại huyện Ân Thi nuôi thả vịt trên sông, kênh, mương. Tuy nhiên, việc này đã gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường, ảnh hưởng đến thủy lợi. Sông Quảng Lãng, đoạn chảy qua xã Đặng Lễ, kênh T8-3 thuộc sông Tam Đô, chảy qua hai xã Quang Vinh, Vân Du và kênh Tiêu Chính, trạm bơm Quang Trung 2, xã Xuân Trúc. Đây là những trọng điểm về tình trạng các hộ dân nuôi thả vịt gây ô nhiễm môi trường. Nhiều đoạn bờ sông, kênh mương bị sạt lở do vịt rúc rỉa. Chất thải của vịt khiến màu nước đen kịt và bốc mùi hôi tanh. Mặc dù tiết kiệm được diện tích trang trại cho các hộ chăn nuôi, tuy nhiên tỷ lệ vịt chết nhiều hơn do dễ bị nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, việc một số hộ dân tại xã Đặng Lễ răng bè lưới để nuôi vịt như thế này còn vi phạm đến hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến sự lưu thông của dòng chảy, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Trước tình trạng trên, chính quyền sở tại cần nhanh chóng xử lý dứt điểm, đồng thời có biện pháp kiên quyết chống tái phạm. Ngày 28 tháng 5, huyện Yên Mỹ tổ chức phát động hiến máu tình nguyện Những Trái Tim Hồng năm 2019. Với khẩu hiệu hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đã có khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và người dân đăng ký hiến máu. Kết quả sau một ngày phát động, huyện Yên Mỹ đã thu được 486 đơn vị máu. Tại ngày hội, có nhiều tấm gương nhiều lần tham gia hiến máu, như anh Luyện Văn Hùng, đoàn xã Ngọc Long với 14 lần tham gia hiến máu. Anh Nguyễn Xuân Tùng, bí thư huyện đoàn, anh Lê Quang Dũng, đoàn xã Trung Hòa đã 7 lần tham gia hiến máu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, toàn bộ số máu sẽ được trao trực tiếp cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo.
Vừa qua, huyện Tiên Lữ đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, phổ cập kỹ năng bơi lội, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Lớp học bơi được tổ chức tại hai điểm là bể bơi thôn Đặng Xá, xã Cưng Chính và bể bơi trung tâm huyện. Tham gia lớp học có 150 em học sinh thuộc khối lớp 4 và 5 trên địa bàn, trong đó ưu tiên các đối tượng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong thời gian 15 ngày, các em được huấn luyện các kỹ năng bơi, trang bị những kỹ năng phòng tránh đuối nước và kỹ năng cứu đuối khi cần thiết. Người dạy là giáo viên giáo dục thể chất tình nguyện tham gia dạy các em. Đây là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, đồng thời tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và các em học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Vào dịp hè, nhu cầu bơi lội và học bơi của trẻ em và thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hưng Yên tăng cao. Vào dịp hè, nhu cầu bơi lội và học bơi của trẻ em và thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hưng Yên tăng cao. Nhiều bậc phụ huynh đưa con em mình đến các bể bơi để tập bơi. Thành phố Hưng Yên hiện có 4 bể bơi đang hoạt động, đó là bể bơi thành phố, bể bơi nhà thiếu nhi tỉnh, bể bơi Sơn Nam, bể bơi Đầm Sen B. Các bể bơi này đều chú trọng đến đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn tại khu vực bể bơi, giá cả hợp lý, vì vậy thu hút đông thiếu nhi, thiếu niên đến tập bơi và vui chơi. Hiện các bể bơi trong thành phố đều có kế hoạch tổ chức các lớp dạy bơi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên chưa biết bơi, nhằm giúp các em có các kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Thành phố Hưng Yên có nhiều địa điểm bơi lội an toàn, sạch sẽ, đã góp phần tạo thêm sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, vốn đang thiếu trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta xảy ra rất nhiều vụ vỡ nợ, gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Khi hệ lụy chưa giải quyết xong, thì những ngày gần đây, hàng trăm hộ dân tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đã lâm vào cảnh khuynh ra bại sản vì chủ nợ vắng mặt tại địa phương. Sự việc đang gây chấn động tại xã Đông Kết. Nhiều người dân bỗng dưng mất trắng số tiền sau bao năm tích góp. Người nhiều thì gần 3 tỷ đồng, người ít thì hàng trăm triệu đồng. Bán hoa quả nhỏ lẻ với đồng vốn ít ỏi từ năm 2017. Nghe theo lời bà La, bà Tuyến ở xóm 23 xã Đông Kết đã huy động tiền từ bố mẹ đẻ, các anh chị em trong họ. Có tiền là cho bà La vay, mở rộng thị trường buôn bán. Sau 3 năm huy động vốn cho bà La, đến nay tiền vốn chẳng thấy đâu, mà bà Tuyến chỉ thấy tai họa rước vào người. Chung cho vay đi vay lại là nhiều lần, đến khi cộng sổ sợ nhầm lẫn thì đến hôm 20 tháng 1 năm 2018 là bắt đầu bắt cố thanh toán, bắt cố ghi chốt sổ thì là thành 2 tỷ 850. Từ của bố mẹ anh chị em người nhà gửi về cho để xây nhà cho mẹ và vay các bác hàng xóm láng giềng. Thì bây giờ cũng vẫn cần của các bác hàng xóm láng giềng tại vì cô ấy bảo là vay hộ cô ấy. Và bây giờ gọi điện thì có nghĩa cô chỉ để chuông thôi, cô không nghe máy. Chưa chính thức tuyên bố vỡ nợ, song hai căn nhà của bà La ở xóm 23, xã Đông Kết vốn hàng ngày tấp nập người ra vào thì nay đã cửa đóng then cài. Bên ngoài, hàng chục người ngày đêm chờ đợi để mong gặp được chủ nợ đòi tiền. Theo nhiều người dân cho biết, họ bị lừa nhiều tiền và trong một thời gian dài là do thời gian đầu bà La làm ăn rất sòng phẳng và tạo được niềm tin cho mọi người. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Đông Kết hiện có khoảng 100 người cho bà La vay vốn với số tiền lên tới gần 50 tỷ đồng. Chị cho chị La vay là 400 triệu. Nhưng mà lên đòi bao nhiêu lần chị cứ tàn khất lần khất lượt, chị bảo là đợi chị bán nhà xong chị giả, nhưng mà từ đến lúc chị ở nhà là gọi điện chị không nghe máy, cả ngày chị không nghe nhắn tin, chị không trả lời. Các cái mạng Facebook, Zalo là chị chặn hết. Đồ đạc trong nhà chị bán, chị tẩu tán trong đêm không ai biết đâu cả. Không còn đâu, nhà này chị bán kiểu gì thì không biết. Cách đây khoảng độ 3 tháng đến 4 tháng là tôi gọi điện là chị chặn số. Chị bỏ trốn được gần 2 tháng nay rồi. Đêm đòi thì cô bảo như là em sẽ làm sổ đỏ, em bán nhà rồi em gửi anh chị. Thế bây giờ làm sổ đỏ thì chui lủi với nhau. Xong rồi thì là bây giờ là mua bán chui lủi với nhau. Bây giờ cô ấy bỏ cô trốn thì bây giờ chúng tôi không biết làm thế nào. Cô ấy vay cả cái xã này mà tất cả khu vực này nhiều lắm. Trước sự việc trên, người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng từ gần 2 tháng trước. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng mới có động thái vào cuộc xác minh. Người dân cho rằng trong khoảng thời gian đó, gia đình bà Đỗ Thị La đã tẩu tán hết tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội vớt phát phần nào số tiền đã mất của người cho vay cũng tiêu tan. Sau khi nắm bắt được cái tình hình liên quan đến việc bà La thông qua một số dư luận và công dân có cái việc vay nợ, thì chúng tôi cũng đã chuyển cơ quan điều tra, công an huyện Hoài Châu để làm giúp đỡ làm rõ việc
xử lý theo quy định pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên việc vỡ nợ này xảy ra trên địa bàn xã Đông Kết. Dù đã được cảnh báo, nhưng do nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân vẫn lâm vào cảnh tay trắng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tổ công tác công an thị xã Mỹ Hào kiểm tra tại quán nước ở khu tập thể Thủy Lợi thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, phát hiện Nguyễn Tuấn Hoàng, sinh năm 1995 ở thôn Yên Tập, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, đang bán 3 giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Bạch Mai cho một thanh niên với giá 150.000 đồng một tờ. Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận đã cùng với Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 1999, ở cùng thôn, mua số giấy tờ trên về để bán kiếm lời. Qua lời khai của Hoàng và Dũng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành bắt giữ Chử Văn Thắng, sinh năm 1999 ở thôn Yên Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, là đối tượng đã bán giấy tờ cho Hoàng và Dũng. Khám xét người và chỗ ở của Thắng, thu giữ gần 300 giấy tờ giả các loại, gồm 23 giấy khám sức khỏe, 12 giấy chứng nhận nằm viện, 14 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, 4 giấy ra viện đã được đóng dấu đỏ mang tên Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra còn có 115 giấy chứng nhận nằm viện, 124 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chưa đóng dấu, 7 mảnh giấy nhỏ được đóng 7 mẫu dấu, 1 hộp mực dấu, 1 dấu số, 7 con dấu chức danh và dấu kết quả khám bệnh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào đang tạm giữ hình sự đối với Thắng và củng cố hồ sơ xử lý đối với Hoàng và Dũng về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.